đầu. Sư tử xuất quân, sư tử bài chuyện xuất quân, muốn sao cho khắp thần dân trổ tài, nhỏ to khỏe yếu muôn ngoài, ai ai cũng được, vì tài lập công, quan đập trả đá trên lưng. Quân bị vào trận sao cho khỏe như voi, công đồng cấu phải kịp thời, cắn nhiều mưu kế, tính bảng quan cơ, mẹo lừa định phải nhờ chú khỉ. Bỗng có người nảy ý tung vua, người ta bảo ngốc như lừa, nhát như thỏ đấy, xin chưa vội dùng. Không, vua phát chẫm dùng cả chứ, loại họ ra, đội ngũ không yên, anh vừa lo chuyện gạo tiền, tiền giấy tờ chỏ thỏ chạy liên tài tình đã rằng khẩu tướng bình minh nhìn người giao việc cho tinh mới tài. Đọc bài tiếp nào. Tỏ lại xuống đất.